Xin chào. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bỏ qua bước đăng nhập tài khoản của Microsoft khi mà các bạn cài đặt Windows 11 phiên bản 22H2. Trong quá trình cài đặt, khi đến cái bước nhập cái tài khoản của Microsoft thì các bạn là như sau. Các bạn nhập cho mình cái tài khoản có tên là no@thankyou.com. Rồi, thì tiếp sau đó các bạn nhấn Next. Tiếp theo, đến phần nhập password thì các bạn nhập một cái password bất kỳ, sau đó nhấn sign in. Nó sẽ hiện ra một cái thông báo như thế này. Và bây giờ các bạn sẽ nhấn like. Tiếp theo thì các bạn hãy nhập một cái user tên người dùng theo ý của các bạn. Sau đó nhấn like. Password bỏ trống và nhấn like. OK, như vậy là chúng ta đã vào được cái giao diện của Windows phiên bản 22H2. Các bạn vào ổ C, sau đó vào user. Này, đây là cái tên, cái thư mục user mà các bạn vừa tạo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.